say rồi để cho em vẫn biết rằng mình là bạn bè bao lâu nay. Thế nhưng liệu rằng lòng mình có đang thấy rung động khi gần em, dây là cơ hội dễ nhất để người ta chân thật. Em vẫn giữ thật tình đấy thì sao nào, em yêu anh đấy thì sao nào. Chơi tiếp đi, bên nhau cho hết đêm dài. Bao lâu không biết say, không được thoải mái như vậy. Giờ rằng vào ngày mai hai ta lại ngồi ngủ nhau đôi khi không dám nhìn bạn. Mặc kệ đời đi quan tâm chi, chỉ cần ngày hôm nay hai ta thì